Xin chào bác, đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Merida, mang cái model là Chance Queen, được trang bị bộ khung là làm từ nhôm, bộ chuyển động Shimano Alivio để giảm xóc hơi theo xe, nhôm bánh 27,5, nước sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Các bác nhìn trên hình về cái hình thức của chiếc xe thì nó là một cái chiếc xe mà có cái độ mới đáng nhập về. Chiếc xe có độ mới nó rất là cao, đánh giá cái độ mới của chiếc xe này nó phải được 95% về cái độ mới. Các bác nhìn từ những cái vân lốp chủ cũ họ đi thì chỉ là đi lướt qua rồi họ bán lại, nên là giữ gìn được cái độ chi tiết mới của chiếc xe lên rất là nhiều. Merida Chance Queen. Đấy, thì cái phiên bản này là phiên bản kỷ niệm. Phiên bản kỷ niệm 10 năm để họ thành lập được cái hệ thống MSD. Thì họ làm chiếc xe này để kỷ niệm. Trên khung này họ đã đánh dấu những cái mốc. Nó có đánh dấu những cái mốc phát triển của hệ thống của nhà sản xuất ở trên khung. Đó, những cái mốc đây là thành lập này. 1972 là ngày thành lập này. Đây là nhà máy đầu tiên họ phát triển ra này. Đây là những cái đấy, thì những chiếc Merida thì họ sẽ có những cái tem đăng kiểm như biển số xe của Việt Nam mình, phải chạy ở thị trường Đài Loan hay là Nhật Bản thì những cái đất nước phát triển dùng xe đạp nhiều ấy, thì sẽ có những cái này. Cái thương hiệu Merida này là đến từ Đài Loan, chính hãng của Đài Loan. Đây là phần tay lái của chiếc xe. Chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Alivio với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, với cả bộ phanh dầu của Shimano, bộ giảm xóc hơi nguyên bản theo xe Chance Queen. Bánh bánh là 27,5 inch, rất là to. Chiếc xe nó có cái độ ngầu lên rất là nhiều. Cặp bánh in to, đĩa Shimano và bộ chuyển động Alivio. Giá của chiếc xe em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 9,2 triệu. Các bác đã được một chiếc xe mà mang cấu hình cao, có độ mới nó rất là tốt. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe, test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Và size chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe của các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Em mới giới thiệu đến các bác một mẫu xe Merida model Chance Queen, được trang bị bộ chuyển động Alivio xóc hơi, khung nhôm, bánh 27,5, đang bán tại cửa hàng em với mức giá chỉ có là 9,2 triệu.
và bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền, tất cả là bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng tất cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Các bác xem hết video, các bác xem những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.